đồi núi Trung Du yên tĩnh, nơi binh đoàn Hương Giang đang đứng chân. Tên dòng sông Hương thơ mộng của miền Trung từ ngày khói lửa, nay đang ra sức rèn luyện, xây dựng, hướng vào nhiệm vụ trọng đại bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình và chủ nghĩa xã hội. Nhưng ở đây không phải là vô nghĩa. Nếu chúng tôi muốn nói lại về binh đoàn trong quá khứ, dòng sông xưa, chiến trường xưa và những năm tháng lịch sử binh đoàn đã sống, không phải chỉ là những kỷ niệm mà còn đang soi rọi cho hiện tại những chân lý, những niềm tin. Để hiểu hơn binh đoàn Hương Giang hôm nay, ta hãy trở lại với binh đoàn Hương Giang của những năm tháng xưa. Đây 15 năm, binh đoàn đã ra đời trên đất Trị Thiên vào một ngày hè 17 tháng 5 năm 1974 trong rừng núi Ba Lòng. Nhưng đó chỉ là cái mốc thời gian đánh dấu sự kiện binh đoàn ra đời. Còn những đơn vị của binh đoàn, những sư đoàn 324, 325, 304 thì đã chiến đấu trên mảnh đất này đằng đẵng nhiều năm tháng. Ta hãy nhìn lại thời kỳ đó, từ khi các sư đoàn bắt đầu đặt chân lên đất Trị Thiên cũng là lúc mảnh đất này đang đầy sóng gió. Ngày ấy Trị Thiên là một mảnh đất phải chịu đựng sự khủng bố vô cùng gay gắt, tàn khốc của Mỹ Ngụy. Sự khủng bố và mức độ tàn khốc đã vượt lên mọi tưởng tượng của con người. Đau thương đã quá nhiều, nhưng con người ở đây đã nén chặt thương đau để có sức mà trụ vững. Kẻ thù đã dìm mảnh đất này trong lửa và máu nhằm bình định, ngăn chặn và chia cắt vĩnh viễn đất nước ta. Bước vào một mảnh đất dữ dội, các chiến sĩ sớm hiểu được tính chất quyết liệt của cuộc chống Mỹ và thấy được mình phải sống và chiến đấu ra sao trên chiến trường nóng bỏng này. Đốt phá, giết chóc, kẻ thù đã khơi dậy trước hết lòng căm thù trong các chiến sĩ. Trận đánh diệt một tiểu đoàn Mỹ ở Đầu Màu đêm 20 tháng 6 năm 1966 của các chiến sĩ 324, trận diệt căn cứ pháo binh Mỹ ở Dốc Miếu, ở căn cứ 241 của lữ đoàn pháo 164 và pháo binh sư đoàn 325 đã khiến quân Mỹ choáng váng khi chúng vừa đặt chân lên đất Trị Thiên. Mỹ dựng lên trên đường 9 một phòng tuyến ngăn chặn mạnh được gọi là hàng rào điện tử McNamara, được coi là bất khả xâm phạm, chủ yếu do quân chủ lực Mỹ chấn giữ. Nhưng chính trên phòng tuyến này, chúng lại bị đánh đòn khủng khiếp hơn. Cuộc tấn công hiệp đồng binh chủng đầu tiên giữa xe tăng, bộ binh, pháo binh ta đã san bằng cứ điểm làng vây. Tiếp đó, những trận vây hãm tấn công dai dẳng tiêu hao các lực lượng lính thủy đánh bộ và kỵ binh bay Mỹ ở Tà Cơn, Khe Xanh, khiến cho chính tướng lính Mỹ phải nơm nớp lo sợ một Điện Biên Phủ mới. Các sư đoàn 304, 325 và các lữ đoàn xe tăng 203, pháo binh 164, cao xạ 673 lần đầu tiên phối hợp nhau
đã dựng nên chiến thắng Đường Chín vang dội trong mùa xuân năm 1968. Nhưng trong mùa xuân này, Mỹ Ngụy đâu chỉ có một bi kịch Đường Chín Khe Xanh. Đây là cuộc tiến công và nổi dậy trong ngày Tết Mậu Thân năm 1968 ở Huế. Quân Mỹ Ngụy không cản nổi các lớp sóng tiến công trên toàn thành phố. Lá cờ giải phóng tung bay trên thành Huế suốt 26 ngày đêm. Đó là cuộc chiến đấu oanh liệt, hào hùng của sư đoàn 324 và quân dân Trị Thiên đã góp phần xuất sắc vào cuộc tiến công nổi dậy toàn miền Nam, đánh một đòn quyết định làm suy sụp ý chí xâm lược của Mỹ, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán ở Paris. Mãi mãi về sau này, các chiến sĩ 324 còn tự hào về những ngày Tết Mậu Thân đánh Mỹ ở chiến trường Trị Thiên, Huế. Trị Thiên ngày càng rực lửa đấu tranh và nổi dậy. Bộ máy kìm kẹp của giặc bị phá vỡ từng mảng lớn. Lòng căm thù giặc và ý chí độc lập tự do đã trở thành những cơn bão lốc cách mạng. Nhìn từ đây, các chiến sĩ thấy được hiển nhiên cuộc đấu tranh âm thầm nhưng phi thường. Người không tên tuổi, không phải chỉ có lửa của đạn bom mà còn có ngọn lửa cách mạng của nhân dân tôi luyện thêm ý chí cho các chiến sĩ. Nhưng có lẽ lắng đọng nhiều trong ký ức các sư đoàn là những ngày đêm nóng bỏng của năm 1972 trong chiến dịch Quảng Trị. Trong chiến dịch này, với các chiến sĩ 304 là cuộc tấn công mau lẹ trong 5 ngày, san bằng một loạt căn cứ kiên cố, Động Toàn, Đầu Màu, Ba Hồ, 241, đập vỡ tuyến phòng thủ mạnh nhất phía tây Quảng Trị. Với các chiến sĩ 324 là cuộc tiến công dũng mãnh vào Động Chanh, Sơn Na, phá vỡ một mảng quan trọng phòng tuyến Tây Nam Huế, hỗ trợ mạnh mẽ cho Quảng Trị. Những đơn vị xe tăng, pháo binh, cao xạ, gọi mưa bom bão đạn, tiềm trợ đắc lực cho các sư đoàn tấn công. Biết bao chiến công oanh liệt đã nổi lên trong lửa đạn ác liệt. Ta hãy nhìn lại thành cổ Quảng Trị, nơi đã phải chịu một khối bom đạn có sức nổ mạnh hơn nhiều lần quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima, để nhớ lại một tập thể anh hùng. Trên mảnh đất hoang tàn này, có Đặng Văn Bé bị thương mù hai mắt vẫn lần theo vách hào đi tiếp đạn. Có Nguyễn Văn Hiệp tự cắt đứt bàn chân đã dập nát tiếp tục đánh địch. Có Đỗ Văn Vinh với trái mìn đã tự biến mình thành tiếng nổ diệt địch. Hàng ngàn chiến sĩ sư đoàn 325 và một số đơn vị bạn đã chiến đấu anh hùng như vậy trong 80 ngày đêm giữ thành cổ. Chính vì thế, cả hai sư đoàn dù lính thủy đánh bộ Ngụy đã bị đánh tơi tả, và có thể nói rằng trong năm 72, Quảng Trị đã góp phần buộc Mỹ phải cay. Chúng ta đã thắng. Cho đến mùa hè năm 1974, những sư đoàn, lữ đoàn bộ binh, xe tăng, pháo binh, cao xạ, công binh, thông tin, tiền thân của binh đoàn đã mang cả chiều dày chiến trận của mình đứng lên hợp thành binh đoàn Hương Giang đầy sức mạnh. Trong thời điểm này, sông núi Trị Thiên đang bừng sáng với nhiều vùng đất rộng lớn đã được giải phóng
và trở thành chỗ đứng chân vững chắc của binh đoàn. Đất và người chị Thiên đã từng chia ngọt xẻ bùi cùng các chiến sĩ để đánh giặc và cùng nhau lập nên bao chiến tích oanh liệt, nay càng tràn đầy niềm tin vào thắng lợi trước sự kiện binh đoàn ra đời. Tháng 5, núi rừng Ba Lòng rộn rã đầy sức sống. Ngày 25 tháng 6, đảng ủy đầu tiên của binh đoàn đã họp, nhất trí quyết nghị phương hướng xây dựng binh đoàn có sức chiến đấu lớn, sức đột kích mạnh, sức cơ động cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ tác chiến. Tiếp đó sang mùa thu, binh đoàn đã sôi nổi bước vào cuộc tiến công mới. Sư đoàn 304 lại đánh vào Tây Nam Huế trên dãy núi Bông, núi Nghệ, La Sơn, Mỏ Tàu, giải phóng một khu vực 300 cây số vuông, tạo nên một bàn đạp uy hiếp quân địch ở Huế. Sư đoàn 304 và một bộ phận sư đoàn 324 tiến công tiêu diệt chi khu Thượng Đức ở Tây Nam Đà Nẵng, đánh bật sư đoàn Dù Ngụy được tung vào tái chiếm Thượng Đức, giữ vững vùng này, tạo nên bàn đạp thứ hai uy hiếp quân địch ở phía Tây Nam Đà Nẵng. Lúc này quân Ngụy đã phải chịu bó tay trước những thất bại nặng nề ở Phước Long, Chư Nghé, Đắc Pét, Thượng Đức. Từ đó ta đã nhận định địch không còn đương đầu nổi với quân chủ lực ta, địch đang ở thế đi xuống, thời cơ lớn đã xuất hiện. Binh đoàn Hương Giang với thế uy hiếp ở Tây Nam Huế và Thượng Đức đã tạo ra thế trận mới để đón thời cơ lớn, và mùa xuân năm 1975 đã đến. Xuân 1954 có Điện Biên Phủ, xuân 68 tiến công và nổi dậy, xuân 72 Quảng Trị, xa hơn nữa có xuân Kỷ Dậu, vua Quang Trung đại phá 29 vạn giặc Thanh, giải phóng Thăng Long. Xưa và nay ta đều chọn mùa xuân làm thời điểm quyết chiến chiến lược và chiến thắng. Mùa xuân này binh đoàn Hương Giang tiến nhanh về Huế. Ngày 8 tháng 3 năm 1975, chiến dịch đã mở màn. Sư đoàn 304 lại tấn công vào các điểm cao 75, 76, 224, 303, núi Bông, núi Nghệ ở Tây Nam Huế. Địch tăng viện và phản kích suốt 10 ngày đêm, nhưng chính đây lại là thế bị động của địch. Trong khi chúng tập trung ngăn chặn chủ lực ta từ phía Tây Bắc Huế, binh đoàn lại đánh vào Tây Nam, uy hiếp đường 1. Nếu địch dồn chủ lực vào đây để giữ cho đường 1 giữa Huế Đà Nẵng không bị cắt, thì nhiều nơi khác sẽ bị mỏng và chúng càng lúng túng. Tình hình đã diễn ra đúng như vậy. Những ngày này, tin tức Buôn Mê Thuột dội về càng làm kẻ địch hoang mang, cướp thời cơ. Ngày 21 tháng 3, binh đoàn mở đợt tấn công trên toàn tuyến Tây Nam, trong khi sư đoàn 324 tiếp tục kìm địch ở núi Bông, núi Nghệ, điểm cao 303, sư đoàn 325 đánh vào dãy núi Kim Sắc bên cánh phải. Ở đây quyết chiến điểm là cao điểm 560 để từ đó tràn xuống đường 1. Địch hiểu rất rõ là mất cao điểm 560 sẽ mất đường 1, nhưng chúng không còn chịu nổi những đợt tấn công mãnh liệt suốt ngày 21 tháng 3 của ta. Đến nửa đêm, cao điểm 560 bị diệt. Rạng sáng ngày 22 tháng 3, các chiến sĩ 325 tràn xuống đường 1.
đã bị cắt 10 cây số từ Bạch Thạch đến Lương Điểm. Huế và Đà Nẵng bị chia cắt. Thế trận toàn vùng chiến thuật 1 của quân Ngụy bắt đầu rối loạn. Phải nhanh chóng cắt hết đường chạy ra biển của địch. Mệnh lệnh này được triển khai tức khắc. Sư đoàn 324 lập tức từ núi Bông, núi Nghệ, một bộ phận chọc thẳng vào đồng bằng đánh chiếm bịt cửa Thuận An, Tư Hiển. Một bộ phận nhanh chóng diệt La Sơn, hợp cùng sư đoàn 325 và xe tăng thẳng đường 1 đánh lên Phú Bài. Cùng thời gian này, các trung đoàn Trị Thiên từ phía Bắc và Tây Bắc áp xuống, Huế bị vây chặt, đó là ngày 24 tháng 3. Toàn binh đoàn, cả bộ binh, xe tăng, pháo binh cùng đánh đuổi giặc trên khắp các ngã đường của Huế. Hàng trăm xe địch cháy, hàng ngàn lính và sĩ quan địch chết trận, hàng vạn tên bị bắt sống, buộc kẻ địch phải bị bất ngờ với hướng chủ yếu của chiến dịch, vừa đột phá chính diện, vừa táo bạo chọc sâu chia cắt vào trung tâm, bịt hết đường tháo chạy, đẩy thế trận của địch nhanh chóng tan vỡ, rối loạn. Binh đoàn Hương Giang với tinh thần sáng tạo và quyết thắng đã cùng lực lượng vũ trang Trị Thiên thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giải phóng Huế, đập vỡ tấm lá chắn mạnh nhất của địch ở vùng đất chiến lược địa đầu giới tuyến. Tiếng súng đã tắt, Huế đã sạch bóng giặc. Đúng 13 giờ ngày 25 tháng 3 năm 1975, các chiến sĩ trung đoàn 101, sư đoàn 325 đã kéo lên đỉnh Phu Văn Lâu lá cờ chiến thắng. Người lính của binh đoàn mang tên Sông Hương cũng không khỏi xúc động tự hào vì đã làm tròn trách nhiệm giải phóng thiêng liêng đối với nhân dân Huế. Giữa giờ phút này lại càng nhớ đến những đồng đội đã chiến đấu đến quên mình vì Huế. Người tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Thới của sư đoàn 324 đã dẫn đầu đội hình xung phong và ngã xuống trên cao điểm 224. Tổ trinh sát Nguyễn Văn Lộc gan góc luồn sâu vào núi Nghệ, diệt cả cụm 7 xe tăng địch. Đại đội 7 của sư đoàn 325 bị thương vong, chỉ còn 34 tay súng, vẫn táo bạo vượt dốc núi dựng đứng, diệt sở chỉ huy địch trên cao điểm 560. Những chiến sĩ anh hùng như vậy sẽ sống mãi với lịch sử của Huế. Huế đã giải phóng, còn Đà Nẵng địch đang rối loạn. Lúc này, thời gian là lực lượng, Bộ Tư lệnh binh đoàn lập tức hạ quyết tâm tức khắc tiến công Đà Nẵng và chia nhau đi cùng các mũi tiến công. Binh đoàn đã từ ba hướng tiến công vào Đà Nẵng. Hướng Bắc, trung đoàn 18 dẫn đầu đội hình sư đoàn 325 đánh thẳng lên đèo Hải Vân chiếm đồn nhất, rồi từ đèo Hải Vân thọc vào chiếm lĩnh thành phố và nhanh chóng đánh chiếm bán đảo Sơn Trà. Hướng Tây, trung đoàn 9 sư đoàn 304 theo đường 14 đánh chiếm Hòa Khánh, sở chỉ huy sư đoàn 3 Ngụy. Hướng Tây Nam, hai trung đoàn 66, 24 sư đoàn 304 từ Thượng Đức tràn xuống cùng lực lượng quân khu 5 đánh chiếm sân bay và nhiều mục tiêu khác. Ba cánh quân từ ba hướng xa nhau đều vừa hành tiến, vừa đánh diệt các đơn vị quân địch và cùng tràn vào thành phố trong ngày 29 tháng 3 năm 1975. Sự thống nhất đó chính là trí tuệ nắm bắt thời cơ, nhanh nhạy và ý chí quyết thắng của toàn binh đoàn. Từ nay sẽ vĩnh viễn không còn những sắc phục rằn di, những sắc mặt hung hãn, những bước chân hùng hổ đi khủng bố bắn giết. Chỉ trong vòng 20 ngày, trên 10 vạn lính và sĩ quan của địch trong vùng một chiến thuật và tướng Ngụy Ngô Quang Trưởng được Mỹ dày công nuôi dưỡng đã tan thành mây khói.
độc lập tự do muôn năm, hoan hô quân giải phóng. Chỉ mấy tiếng reo vui đó thôi cũng là niềm hạnh phúc trào lên trong lòng các chiến sĩ giữa giờ phút này trên phố phường Đà Nẵng. Tiến nhanh về phương Nam, hướng tới Sài Gòn. Được tăng cường thêm tàu hải quân và một sư đoàn ô tô vận tải của Bộ Tư lệnh 559. Đồng thời tận dụng xe thu được của địch và xe của nhân dân chi viện, binh đoàn đã tiến quân thần tốc trên cả đường biển và đường bộ. Thần tốc, táo bạo, chắc thắng. Lời kêu gọi của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong lá thư gửi binh đoàn đã khích lệ toàn thể cán bộ chiến sĩ. Và trên chặng đường dài, những vùng đất vừa được giải phóng đang tưng bừng chào đón hòa bình, độc lập, tự do lại truyền thêm niềm tin và sức mạnh cho các chiến sĩ. Và đây là Phan Giang, một phòng tuyến chốt chặt ngay trên đường 1 mà địch gọi là tấm lá chắn bảo vệ Sài Gòn từ xa. Ở đây, binh đoàn đã thực hiện một trận đánh quyết liệt để mở đường tiến về Sài Gòn. Rạng sáng ngày 16 tháng 4 năm 75, trung đoàn 101 có xe tăng, pháo binh, cao xạ đi cùng đã đánh xuyên qua trận địa dày đặc của địch ngay trên đường 1 và các cụm phòng ngự của địch nhanh chóng tan vỡ trong hoảng loạn. 7 giờ sáng, trung đoàn đã chiếm được thị xã, tiếp đó phối hợp chặt chẽ với sư đoàn 3 quân khu 5 đánh bật địch khỏi cảng Phan Giang và sân bay Thành Sơn. 9 giờ 30 phút đã làm chủ hoàn toàn Phan Giang. Đánh thật nhanh gọn, mặc dù địa thế rất hiểm và quân địch dày đặc. Toàn bộ thị xã, sân bay và đường 1 nằm trong một thung lũng dài và hẹp, ba phía là núi cao, một phía là biển. Và ở đây, địch bố trí tới 10,000 quân gồm sư đoàn 2 bộ binh, lữ đoàn dù 2, liên đoàn 31 biệt động và sư đoàn 6 không quân. Nhưng giống như ở Đà Nẵng, quân địch ở đây dù thế hiểm, quân đông cũng nhanh chóng hoảng loạn tan vỡ bởi cách đánh hiệp đồng binh chủng đột phá, thọc sâu dũng mãnh, táo bạo của ta. Cách đánh của một tư tưởng chỉ đạo dũng cảm, sáng tạo của những chiến sĩ vô cùng quả cảm. Bốn ngày sau, quân Ngụy bị quét hết khỏi Phan Thiết, Hàm Tân. Hai tướng Ngụy, Nguyễn Vĩnh Nghi, Phạm Ngọc Sang bị bắt sống ở Phan Giang. Và cả cái tấm lá chắn bảo vệ Sài Gòn từ xa bị xóa sạch, càng đẩy nhanh quân thủ tới ngày đen tối. Binh đoàn Hương Giang, mà kẻ địch gọi là cánh quân duyên hải, tiến đến đây trong tiếng sóng biển rạt rào, không thể không tự hào về bước chân đuổi giặc thần tốc của mình. Thank you.
ngày tháng tư trôi nhanh và càng sôi động. Binh đoàn đang đứng trước Sài Gòn chỉ cách vài chục dặm đường và đang lao vào chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử. Tình hình đang rất khẩn trương và chỉ còn có 4 ngày để chuẩn bị. Nhưng các đơn vị thông tin đã dựng được một chục đường dây liên lạc chỉ huy tới hơn 80 cây số. Các đơn vị hậu cần đã tăng cường được cho binh đoàn từ 2.000 tấn lên tới trên 4.000 tấn xăng dầu, lương thực, đạn dược. Xúc động và tự hào vì được tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên Bác Hồ vĩ đại, sức mạnh của mỗi người được nâng lên đến mức kỳ lạ. Các chiến sĩ quân y, đặc biệt đội điều trị 16, đơn vị quân y trong chiến dịch nào cũng bám sát tuyến lửa, hôm nay rất tự tin bước vào chiến dịch lớn với một đội ngũ bác sĩ y tá dạn dày dũng cảm. Tư lệnh Nguyễn Hữu An, chính ủy Lê Linh cùng nhiều cán bộ của Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã trực tiếp đi với các mũi tiến công, truyền thêm quyết tâm đánh thắng. Chỉ một ngày nữa, 4 binh đoàn quyết thắng Hương Giang, Tây Nguyên, Cửu Long cùng đoàn 232 và nhiều trung đoàn địa phương đặc công biệt động sẽ từ 5 hướng tấn công Sài Gòn. Binh đoàn Hương Giang được tăng cường thêm sư đoàn 3, quân khu 5 sẽ tiến công Nước Trong, Long Thành, Đức Thành, Bà Rịa, một tuyến phòng ngự mạnh trên hướng đông nam Sài Gòn. Ở đây, địch tập trung tới 4 lữ đoàn dù, thủy quân lục chiến, biệt động, 18 tiểu đoàn bảo an và hơn 10.000 học viên các trường tham mưu, bộ binh, thiết giáp, biệt kích, cảnh sát quốc gia, toàn những sắc lính sừng sỏ. Nhưng lúc này, binh đoàn chỉ có một suy nghĩ, đánh và thắng. Năm giờ chiều ngày 26 tháng 4, chiến dịch mở màn. Sư đoàn 304 đánh vào Nước Trong, 325 vào Long Thành, sư 3 vào Đức Thành, Bà Rịa. Gây gắt ác liệt, quân địch cả cuộc sống và lẽ sống gắn liền với bọn cướp nước đã chống cự điên cuồng trong bức lực. Suốt 3 ngày đêm, các sư đoàn 304, 325 đã cùng các đơn vị xe tăng, pháo binh, cao xạ phải chiến đấu quyết liệt trên từng thước đất ở Nước Trong, Long Thành để đẩy lùi quân địch. Đã đánh thắng ở đây, nhưng thực tế là máu đã đổ nhiều trước cửa ngõ Sài Gòn. Thật cao cả và anh hùng biết mấy khi các chiến sĩ ta biết rằng ngày toàn thắng sắp đến, nhưng không ai lùi bước trước ác liệt. Hàng ngàn chiến sĩ cán bộ bị thương vong ở Nước Trong, Long Thành khiến toàn binh đoàn xúc động. Nhưng nhờ có những người lính tuyệt vời đến như thế, 3 ngày sau, binh đoàn gồm cả sư 3, quân khu 5 đã đập vỡ tuyến phòng ngự mạnh của địch ở đông nam Sài Gòn, từ Nước Trong, Long Thành đến Bà Rịa. Chiều ngày 28 tháng 4, trọng pháo của binh đoàn đã đặt được vào trận địa ở Nhơn Trạch, có nghĩa là ta đã đặt Sài Gòn nằm trong tầm pháo nặng, tăng thêm thế uy hiếp địch ở thời điểm quyết định. Còn đòn đánh quyết định thì binh đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng, đó là lực lượng đột kích cơ giới đang túc trực ở phía sau. Chính trong thời gian cuộc chiến đấu ở Nước Trong, Long Thành đang còn quyết liệt, lực lượng đột kích này đã được thành lập với 3 tiểu đoàn xe tăng, 1 trung đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn cao xạ, 1 phân đội tên lửa A-72, 1 tiểu đoàn công binh. Toàn lực lượng đột kích gồm 400 xe, trong bất kể tình huống nào
cũng sẽ đột phá cực mạnh thẳng vào trung tâm Sài Gòn khi có lệnh tổng công kích. Với tư tưởng tác chiến thần tốc, táo bạo, quyết thắng, binh đoàn đã dồn sắt thép và ý chí dành cho đòn sấm sét cuối cùng giáng vào kẻ thù. Các chiến sĩ lúc này vô cùng náo nức, vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, ai không mơ ước? Niềm mơ ước ôm ấp suốt trên chặng đường ngàn cây số, tất cả chỉ còn chờ một mệnh lệnh lịch sử, lệnh tổng công kích giải phóng Sài Gòn. Lệnh tổng công kích, đó là giờ phút những cỡ pháo tầm